động lực sẽ đến nếu bạn biết những điều này. Tác giả Paulo Coelho viết trong cuốn Nhà giả kim của mình rằng, khi bạn quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp bạn đạt mục đích đó. Bạn có biết điều gì đưa những vĩ nhân của thế giới này đạt được thành công không? Nó chỉ gói gọn trong hai chữ động lực. Vậy theo bạn thì động lực là gì? Nó đến từ đâu? Làm thế nào để tạo ra và duy trì động lực? Hẳn mỗi người có cách trả lời khác nhau. Còn tôi, hôm nay tôi có vài điều về động lực muốn chia sẻ với bạn đây động lực là một loại sức mạnh xuất phát từ nội tại của con người để hướng dẫn và điều khiển những hành động hành vi hướng tới sự thỏa mãn đó là một chuỗi các nhu cầu khuynh hướng hàm muốn kích thích và khiến người đó thực hiện một hành vi nào đó một cách tích cực nhất bạn có thắc mắc điều gì tạo nên động lực của một người không yếu tố đầu tiên chính là khát vọng khát vọng là yếu tố tiên quyết mà từ đó mọi sự thành công được định đoạt sẽ đến với bạn hay không nó quyết định bạn có dám mơ có dám cố gắng hay thậm chí là đánh đổi vì những gì mà bạn hằng mong muốn hay không người có khát vọng cháy bỏng sẽ luôn được thúc đẩy để suy nghĩ và hành động hướng về mục tiêu khát vọng càng lớn thì hành động của bạn càng nhiều sức mạnh và đây chính là điều đưa bạn đến gần với thành công hãy thử trả lời cho tôi hai câu hỏi này để bạn có thể xác định khát vọng của mình đầu tiên khát vọng thực sự trong bạn là gì và thứ hai là bạn phải làm gì để đạt được khát vọng đó của bản thân trả lời được hai câu hỏi này bạn sẽ hiểu rõ ràng hơn bao giờ hết điều mà bạn thật sự muốn trong đời. Hãy tự tạo cho mình một lời hứa với chính mình và nghe tôi, hãy cam kết với chính mình rằng bạn sẽ thật sự thực hiện nó. Vì chỉ khi bạn chắc chắn rằng bạn thực hiện nó, bạn mới dành hoàn toàn 100% sức lực và sự nghiêm túc mà thực hiện. Yếu tố thứ hai bạn cần để tạo ra động lực chính là niềm tin. Niềm tin vào thực lực của bản thân và những gì mà bạn lựa chọn chính là một nguồn năng lực mạnh mẽ. Bạn hãy học cách gia tăng niềm tin vào bản thân. Bạn phải tin rằng mình có khả năng để thực hiện những điều mình muốn, khả năng đó của bạn ít nhất phải đủ để cố gắng và chấp nhận thất bại. Niềm tin ban đầu đó sẽ mang đến những thành tựu nho nhỏ và dần vun đắp sự tự tin của bạn. Bạn muốn tìm cách tạo ra niềm tin của chính mình đúng không? Tôi sẽ đưa cho bạn hai câu hỏi để bạn tự trả lời và đó chính là cách bạn tạo ra niềm tin của mình. Thứ nhất, bạn có thực sự tin là bạn có thể đạt được mục tiêu của mình hay không? Thứ hai, bạn sẽ dùng những hành động thiết thực nào để củng cố niềm tin đó của mình. Yếu tố thứ ba không kém phần quan trọng dành cho bạn đó là bạn cần phải tưởng tượng ra trước kết quả. Vì sao tôi lại nói vậy? Đó là vì bạn càng hình dung và nghĩ về kết quả bạn có thể đạt được rõ ràng thì khả năng bạn khiến điều đó thành sự thật ở bạn càng lớn bấy nhiêu. Lúc này, những tưởng tượng đó trong đầu bạn sẽ là nguồn động lực thúc đẩy bạn cố gắng thực hiện và đạt được mục tiêu mà bạn tự đề ra. Ở đây, tôi tiếp tục có hai câu hỏi để giúp bạn đó là bạn có đang hình dung đủ rõ ràng về mục tiêu của bạn hay không bạn có thật sự hình dung rõ ràng về kết quả mà bạn sẽ nhận được nếu thực hiện mục đích của mình hay không tạo ra động lực là một chuyện để duy trì được nó lại là một chuyện khác quan trọng không kém đó bạn à chính vì hiểu được điều này mà tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho bạn những cách để giúp bạn duy trì và phát triển được nguồn động lực mà bạn đã tạo ra trước đó đầu tiên bạn hãy dọc sách nhiều hơn tìm hiểu kỹ hơn khám phá những điều mới mẻ một lời khuyên tuy không mới nhưng luôn đúng dành cho những ai muốn đạt được thành công là đây bạn đừng lúc nào cũng thụ động chỉ hoãn hay lười biếng rồi mơ về viễn cảnh của một thành công to lớn trong tương lai thành công chỉ đến với bạn khi bạn đứng dậy và bước ra ngoài thế giới kia với tất cả nỗ lực và nhiệt huyết mà bạn có thôi và bên cạnh đó hãy lắng nghe chính mình và luôn luôn khích lệ bản thân bạn nhé khi bạn cảm thấy lung lay niềm tin hay mẹ hãy nghỉ ngơi đôi chút vì đây chính là lúc bạn nên dành những lời động viên cho bản thân mình hơn ai hết bạn cần tự lắng nghe tiếng lòng của mình hãy nhìn lại những gì bạn đã nỗ lực đạt được trong suốt khoảng thời gian vừa qua bạn nhé đây cũng là lúc bạn thử nhìn nhận lại xem mục đích mình đặt ra có đúng hay không có xứng đáng hay không hay bạn có đang đi đúng lộ trình hay không cuối cùng hãy luôn giữ cho mình một cái nhìn vô tư sự lạc quan và vui vẻ bạn nhé đó sẽ là nguồn sức mạnh giúp bạn trải qua những khó khăn trước mắt hơn nữa cho dù mục đích của bạn có là gì chẳng phải hai chữ hạnh phúc mới là điều cuối cùng bạn hướng tới hay sao thông qua video này hy vọng bạn đã tìm ra được cho mình cách để tạo ra nguồn động lực cho bản thân mong rằng những gì tôi vừa chia sẻ sẽ góp phần giúp bạn tiến gần tới thành công hơn trong tương lai của mình bạn nhé